là mưa nắng không có điều hòa, cây đu đủ của mình nó lớn chừng này mà cái lá nó sượng hết rồi đó các bạn, không biết nó có khả năng nó nuôi trái không nữa. Đây cũng là cây thứ hai nè, kia là cây thứ ba mà mình thấy cái lá nó không có đẹp các bạn, nó bị sượng sượng, nó bị chai chai như thế này nè. Nó rồi ăn cái trái đu đủ nó cũng chai chai nữa. Hôm nay mình tìm hiểu về cây đinh lăng nha các bạn. Đây là những cái gốc cây đinh lăng nè, ông xã mình ông mới xin về để ông trồng, ông lấy lá ông ăn. Thì đây là một cái loại đinh lăng lá nhuyễn nè các bạn. Mình ăn bánh xèo mình thường thấy cái lá này nè, cái lá đinh lăng này nè. Thì đinh lăng á, thì theo mình thấy người ta nghiên cứu, người ta nói nó là nhân sâm của nhà nghèo đó các bạn. Mình nhà nghèo lắm, mình đi kìa tìm những cái này mình ăn nè. Hồi qua ông chặt cái lá bớt nha, rồi ông cắm cái gốc xuống nè, rồi mình hái lại cái lá này được một thau vậy đó. Rồi mình về mình có rửa rồi để mình nấu canh cho ông ăn đó các bạn. Nó là quý như nhân sâm, mà nhân sâm của nhà nghèo mà ở nông dân của mình trồng nhiều, nhưng mình không biết cái tác dụng của nó các bạn. Nó trồng nó rất là nhiều, mình định trồng này trồng kia nhưng mà ổng cứ trồng đinh lăng, mà mấy cái gốc đinh lăng nào ổng mới trồng đó. Cái gốc này to lắm, chắc là trồng nó mau nhảy hơn lên lắm đó các bạn. Đó, trồng dài chắc ăn canh đinh lăng không quá. Làm kiểu này là trồng có một loại đinh lăng, không có cho trồng rau trồng gì hết á. Đây là cái gốc nè các bạn. Rồi hồi qua mình hái mấy cái lá này nè, mình hái vô mình nấu canh cho ổng, bởi vì cái đinh lăng này là của bạn ở trong đồng á, cho đó mình cứ cắm xuống như vậy đó. Còn những cái loại kia là nhổ hết rồi các bạn thấy không, rồi bỏ xuống cho đất nó tốt. Bây giờ trồng đinh lăng không à, đây là những gốc đinh lăng mới trồng hôm qua đó các bạn. Mới trồng ngày hôm qua chắc chừng hai vài tuần có ăn là nó lên lá, trời mưa nó lên lá rồi. Nhưng mà trồng như vậy là rất là nhiều nha, đó, một phút luôn rồi đó. Đây là cũng là những cái gốc đinh lăng mới trồng, còn cái kia là mình ăn quế đó, mình ghim đó các bạn, ăn quế ghim xuống đó. Đây là những cái gốc đinh lăng mới trồng ngày hôm qua nha các bạn, bây giờ nó lên rồi đó. À, tưới nước nha, tưới nước lên rồi hái cái lá này nè, mình nấu canh cho ông ăn, hoặc là đem vô phơi khô làm trà uống đó các bạn. À, người ta rất là quý nó. Cái này thì dễ ăn hơn cái loại đinh lăng kia. Cái loại đinh lăng lá tròn á thì nó đắng lắm các bạn, mà người ta dùng lá để mà ta bó bông rồi người ta chơi thôi đó. Còn cái này á thì ăn được nè, cái kia ăn cũng được mà nó đắng. Coi như là đinh lăng thì nó có nhiều loại đinh lăng lắm các bạn. Giờ mình quay lại cho các bạn nha. Đây nè, đây là một cái loại này nè, loại này mới đắng nè. Cái lá này là lá khác nè các bạn. Đó, này nó ra lá, lá tròn nè, ăn đắng lắm nhưng mà nó cũng là đinh lăng, nhưng mà nó cũng tốt cho sức khỏe nha các bạn. Đây là một loại đinh lăng, còn đây là một cái loại lá dẹt nè. Cái lá như thế này nè. Đó, cái lá nó hơi dài dài như thế này nè. Đây cũng là một kiểu nè, các bạn thấy không? Mà cái kiểu này người ta trồng, người ta chơi thôi, người ta ít ăn bởi vì nó đắng. Cái kiểu này lại ăn ngon nè, ăn nó không có đắng nè. Các bạn nấu mì các bạn bỏ vô cũng được. Ha. Được một cái thau rồi nè các bạn. Đó. Một cái rổ đinh lăng này một lát mình nấu với gà đó các bạn, nấu với xương gà cho ông ăn, cho ông bổ tim nè. Mình sắc nhuyễn ra là nha. Lấy cái cành trồng rồi còn cái lá mình hái vô nè. Đó. Lá hái vô nè, mình bỏ mấy cái lá này đi, mấy cái lá này nó úa rồi. Hái vô rửa sạch nha các bạn. Thì trong quá trình mình rửa, mình cũng rửa bằng nước thôi, thuốc muối, baking soda. Rồi bây giờ mình đem vô mình chuẩn bị nấu canh nè. Nấu canh với một miếng xương gà nha. Đó, các bạn thấy không? Rửa rồi. Bây giờ mình đi tìm hiểu về cái dinh dưỡng, cái giá trị dinh dưỡng của cái cây đinh lăng này đi các bạn. Đây là một cái loại lá dài nè, lá kép nè các bạn. Đó, mình nấu được một nồi canh rồi, đây còn một nồi canh nữa. Thì cây đinh lăng thì gồm có rất là nhiều loại nè, nó có tới mấy chục loại lận các bạn ơi, 15 loại trở lên. Nhưng mà mình chỉ biết có hai loại thôi, mình thấy được và mình thực tế được có hai loại thì mình nói hai loại thôi nha các bạn. Cái hôm mà mình đi Trảng Bàng mình ăn bánh tráng phơi sương mà đi cuốn cuốn với là rau với thịt đó, thì rau rừng á, thì trong cái rau đó nó có cái lá đinh lăng này nè các bạn.
ăn nó thơm thơm cũng như là cái lá vạn thọ vậy đó. Còn cái loại kia thì nó đậm màu hơn, nó dẹt nhưng mà nó có tính đắng, còn cái này nó không có đắng đâu các bạn. À, theo nghiên cứu thì cho thấy đinh lăng á, là nhân sâm của nhà nghèo mà ít ai ngờ tới đó các bạn. À, rễ và lá nha, thân đều có giá trị tuyệt vời. Cái rễ của nó ngâm rượu uống đó, người ta còn gọi là cây gỏi cá hay là nam dương sâm, là một loại cây nhỏ thuộc chi đinh lăng. Cái chi, cái họ của nó đó các bạn là đinh lăng nha, nhưng mà họ thì cuồn cuồn, chi thì đinh lăng, cũng như mình họ với tên vậy đó. Được trồng làm cảnh, làm kiểng, làm thuốc, ăn sống trong y học cổ truyền, ví như là nhân sâm của người nghèo nha các bạn. Để dễ trồng, mọc ở khắp mọi nơi, từ Nam chí Bắc, từ miền núi đến đồng bằng. Thân và củ dùng để ngâm rượu, bồi bổ sức khỏe nha. Cái tác dụng nó là mấy người mà đau cột sống đó các bạn, như là thoát vị đĩa đệm, tổn thương cột sống, bây giờ mình mới biết là mình mới biết nó cái gì, nó tác dụng chỗ nào mạnh nhất này nha các bạn. À, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, viêm khớp, thì cái bệnh viêm khớp là mình đó. Rồi à, giảm đau, à, chữa lành sau khi bình phục, có nghĩa là ai bệnh hoạn rồi đó các bạn, mình nấu canh mình ăn á, là nó mau bình phục nha các bạn, bồi bổ cơ thể. Nhưng mà các bạn ơi, cái nào nó cũng có cái tác dụng, cái tác lợi và tác hại nha các bạn. Cái lợi với cái hại thì luôn luôn lúc nào nó cũng đi đôi, nhưng mà mình phải biết dùng nó, mình đừng có lạm dụng nó quá nhiều, bởi vì nó mạnh lắm nha các bạn, có chứa nhiều thành phần có thể làm hoa mắt chóng mặt nè. Nếu mình dùng nó nhiều quá thì mình có thể hoa mắt chóng mặt, là mình nghĩ là nó tuột áp huyết mà nó không biết. Vì vậy nếu dùng quá liều lượng có thể khiến người ta cảm thấy mệt mỏi đó các bạn, thấy không, cái nào nó cũng có hai mặt hết. À, tiêu chảy kèm theo nôn mửa, mình nghĩ chắc nó mát dữ lắm luôn á, xê nhiều lắm cho nên nó mới bị tiêu chảy đó các bạn. Thì ở đây mình không có nghiên cứu đến thành phần mà mình nghiên cứu đến cái tác dụng tổng quát của nó thôi. Rễ đinh lăng càng lâu thì dược tính nó càng mạnh, nó là một cây thuốc đó các bạn. Nhưng nếu mình trồng như vậy, mỗi bữa mình hái vô một nắm, mình nấu canh mình ăn thì thấy ngon lắm, khỏi uống thuốc rồi các bạn ha. Hồi xưa mấy người mà người ta sanh đó, mới sanh đó, người ta hái cái lá đinh lăng này, người ta nấu với thịt heo, người ta cho đàn bà đẻ ăn để mà có sữa đó các bạn. Nhưng mà ít có ai ngờ đến nó, tại vì nó quá dễ dàng, nó mọc nhiều quá đi, thành ra người ta không có nghĩ, mà ta không có nghiên cứu thì không biết. Còn mình thì mình già rồi, mình sợ bệnh lắm, mình ăn cái gì mình phải hiểu cái nấy, mình nghiên cứu thức ăn đó các bạn. Nhưng mà không biết nghiên cứu tới đích không, nhiều khi mình ăn bậy nữa, các bạn thấy không, nó có lợi rất là nhiều cho sức khỏe, nhưng mà đừng lạm dụng nó, lạm dụng nó thì nó có tác dụng ngược, dễ bị tiêu chảy đó, dễ bị tuột áp huyết, dễ bị mệt mỏi. Nhưng mà ăn nó bồi bổ cơ thể thì nó đâu có mệt mỏi phải không, đó cái gì nó cũng phải vừa đủ thôi. À, thấy không? Cái lá nè ăn rất là thơm đó các bạn, nó thơm lắm. Mình nấu canh được một nồi như thế này nè, rồi bây giờ còn nữa, một như đây là bằng một nồi canh nữa đó các bạn. Mình nấu với xương gà cho nó dễ ăn, mà gà cũng bổ nha các bạn. Đó, lá đinh lăng thơm thơm lắm các bạn. Mình thấy cái kênh YouTube gì của anh Trần Canh ở ngoài Hà Nội, ảnh chuyên môn ảnh nghiên cứu về cái cây đinh lăng nè các bạn. Chắc là anh ta trồng anh ta bán, cho nên ở trên cái sân thượng anh ta để nhiều đinh lăng lắm luôn, mấy chục chậu luôn. Mình rất thích các bạn ơi, nếu các bạn thích thì các bạn nhớ like, comment và subscribe cho mình nha, để có video sau hữu ích hơn nha các bạn. Xin chào. Các bạn ơi, mình chừa lại một chút xíu rau đinh lăng nè các bạn. Cái này là mình sắc nhuyễn rồi nè, mà mình sắc nhuyễn cái vị nó thơm dữ lắm nha các bạn, nó thơm cái mùi bông vạn thọ đó. Sắc nhuyễn rồi mình nấu cho ổng một miếng xương gà, rồi mình bỏ vô xương hồi nãy giờ mình hầm cũng mềm rồi đó các bạn.
mình bỏ vô nha. Canh đinh lăng này ăn bổ lắm đó các bạn, đàn bà mà đẻ đó ăn nó có sữa đó. Người ta hầm với là giò heo rồi nấu canh với thịt nạc ăn như sâm mà. Bây giờ mình nấu canh với một miếng xương gà, tại mình không có cho ông ăn thịt heo thịt bò các bạn, bên tim mà miếng xương gà cho nó ra cái nước á, rồi cho nó ngọt thôi. Trong xương gà nó cũng nhẹ hơn thịt heo thịt bò mà nó lại có canxi nhiều hơn. Bị tim thì ăn như vậy là các bạn không cho ăn da gà nữa. Rồi mình nấu cho ổng miếng canh, thì cái canh này dễ nêm lắm, mình chỉ cần một miếng tiêu với miếng bột nêm canh nha các bạn, mình bỏ vô, mình cầm cái máy thành ra mình nó hơi rung, các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ đi vô nghiên cứu về cái cây đinh lăng đây. Xong rồi đó các bạn, một tô rau đinh lăng nấu với xương gà ha.